hợp sau đây thì người cư sĩ sử dụng cái chất đó không sao. Trường hợp một là uống với một cái mức độ mà không kiểm soát được bản thân. Hai là uống đến mức mà gây nghiện, có nghĩa là đúng ngày đúng giờ không có đó thì chịu cũng được. Thì nếu mà chú Phương bảo đảm chú Phương không bị mắc hai cái này, không mắc thì đối với người cư sĩ chịu đó không sao. Tôi nhắc lại, một là không bao giờ sử dụng nó đến cái mức mà gọi là rối loạn thần trí, đánh mất cái khả năng kiểm soát. Hai là không có nghiện, tức là đúng giờ đúng ngày cái là mình thiếu không được hết. Nếu ngoài hai trường hợp này ra thì người cư sĩ không sao. Đấy là cái điều mà con ấy đánh nhất, bởi vì trong cái giữ giới hiểu thì là tất cả những cái việc kia của con, nhưng mà đặc biệt nhớ đó là không bao giờ dùng nó đến cái mức mà bây giờ nói nôm na này, không bao giờ uống cái mức mà để bị cảnh sát bắt thổi á. Cái nồng độ nó phải dưới cái mức mà cảnh sát hỏi là một, còn nếu không nữa là cái trường hợp thứ hai đó là không bao giờ để mình phải bị nghiện, bị lệ thuộc ấy. Khi mình đến mức lệ thuộc là quá tệ này. Lệ thuộc. Cho nên đạo Phật mình phải tại sao cấm giới thứ năm, nó có lý do là sử dụng cái chất gì mà không làm, nó làm cho mình không có khả năng kiểm soát bản thân ấy. Thì cấm cái đó đó. Chứ còn mình trộm trong căn trong các thức ăn, kể cả cái này mà mình thích nó cũng không sao, bởi vì nó không có làm cho mình bị mất cái, nhưng có một điều là dĩ nhiên lệ thuộc á, cái gì mà lên tới mức lệ thuộc là phiền lắm. Khổ mình khổ người. Con thì cái đấy là cũng là hy hữu, bởi vì là thi thoảng ví dụ như là sinh nhật hoặc cái việc nào đấy mà rồi là người nhà có việc chẳng hạn, như thế thì đám cưới chẳng hạn, thì con cũng chỉ rượu vang thôi, các cái rượu mạnh là con cũng nhưng mà có cái này quan trọng nè, có ba cái câu niệm mà người cư sĩ nên niệm để mà gieo trồng công đức á. Đây là pháp tu trong đạo Phật, thì nguyên Phật đạo Phật Quân Tỷ không có cái pháp tu nào tu tắc hết á. Bây giờ nếu có pháp tu tắc á thì có ai ngu đi đường vòng bao giờ. Cho nên nhớ cái đó nha. Nhưng mà có cái này, có những cái phương pháp mà để rút gọn giáo pháp, mà trong trường hợp mình không có khả năng học giáo pháp nhiều thì mình nên nhớ thay vì tụng đọc 1 giờ đồng hồ 2 giờ đồng hồ thì mình mỗi ngày mình nên tâm niệm và nên tụng tới lui nhiều lần ba câu này. Một là mọi thứ do duyên mà có. Ở đời này nè, từ mặt trăng mặt trời cho đến nhà cửa đại dương con người cây cỏ, tất cả là do các duyên mà có. Rồi cũng do duyên mà mất đi. Kể cả cái mạng của mình cũng do duyên mà có, rồi duyên mất. Cái câu niệm thứ hai là tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì tôi nói, làm và suy nghĩ. Kể cả trong bóng tối, kể cả chỗ có một mình tôi, thì tôi nghĩ là tôi phải, khi mình niệm mình nhớ cái điều đó là mình bớt được rất nhiều cái tội lỗi. Cái câu thứ nhất là mọi thứ do duyên mà có thì cũng do duyên mất đi. Thứ hai là tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm những gì tôi nói, làm và suy nghĩ. Cái thứ ba, mong rằng muôn loài luôn luôn được thoải mái và sáng suốt như tôi bây giờ. Thì có thể chú Phương thấy ba câu đó rất là thường. Nhưng mà nếu chú Phương là bố ruột của tôi, bố ruột của tôi, thì tôi vẫn bắt buộc chú Phương ghi nhớ ba cái này. Công đức vô lượng. Công đức vô lượng. Nếu là bố ruột á, tức là ba tôi nếu còn sống thì tôi vẫn vừa năn nỉ vừa ép ông cụ. Mỗi đêm trước khi ngủ ông cụ phải đọc ba câu đó. Một là mọi thứ ở đời do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất đi. Hai là tôi chịu trách nhiệm tất cả những gì tôi nói, làm và suy nghĩ. Ba, tôi mong cho muôn loài không phân biệt chủng tộc, biên giới, giới tính, mong cho muôn loài được như tôi bây giờ, được an lạc và sáng suốt như tôi bây giờ. Đó là ba cái câu mà quan trọng nhất. Và nếu bố ruột của tôi còn sống thì tôi cũng vừa năn nỉ mà vừa gần như ép buộc cụ phải đọc đó. Cái đó quan trọng. Còn mình nhận của ai cái gì đó, họ rót trà cho mình hay là cho mình cái bánh, cho mình một miếng cơm, thì mình vẫn phải niệm cái câu là mong cho muôn loài được như tôi bây giờ. Thì khi mà mình niệm cái câu đó, đó là bản thân mình nó được vô lượng công đức, mà cái thí chủ đó họ cũng được vô lượng công đức. Mà nó xui với phật tử không được học cái đó, họ không được học và họ cũng không có nghĩ tại sao cái đó lớn chuyện như vậy. Thì tôi không có thời giờ tôi nói nhiều như vậy khác đâu.
khi mà mình trải lòng mình ra như vậy đó thì mình không phải là gói gọn trong mấy chục kilo này nữa, mà mình đã thuộc về trời đất bao la. Mong cho muôn loài được như tôi bây giờ. Suy loại kể cả nhận chai nước, người ta cho mình một chai nước. Chỉ là rót nước, người ta rót cho mình về, hoặc là người ta cho mình cái bánh, người ta lộn cho mình trái quýt. Thì lúc mình nhận ấy, mình chỉ nghĩ vậy, mong cho muôn loài được như tôi bây giờ. Bây giờ là sao? Hiện giờ tôi không có bệnh. Hiện giờ tôi không có hận giận, hiện giờ tôi đông đau khổ, hiện giờ tôi không có gì khó chịu hết. Cả hồn lẫn xác của tôi bây giờ đang ok. Thì tôi mong muôn loài được như tôi bây giờ. Chỉ khi mình nghĩ riêng như đó không thì ngay lúc đó cái người nhận ấy được công đức vô lượng, và cái người mà cho mình á, ví dụ như cái chuyện đó chỉ đưa tôi miếng quýt. Thì chỉ có thể không tin, nhưng mà nếu mà chỉ đưa miếng quýt mà tôi nghĩ như vậy, nếu mà chỉ đưa miếng quýt rồi tôi nghĩ là mong muôn loài được như tôi cái lúc mà tôi nhận này. Thì công đức nó chỉ lớn lắm. Cái may mắn hình xui là khi mình học đạo mình có được học cái tinh hoa hay không. Mà bậc sư thì niệm lâu ngày dần như thế cái tâm tư nó phát triển bắt buộc. Cái đó buổi đầu thì mình gần như tu miệng, nhưng mà từ từ cái nó thấm vô thành máu của mình, thành phản xạ. Thành phản xạ người ta giúp mình cái gì thì mình nghĩ vậy đó, nghĩa là mong là muôn loài được như tôi lúc này. Những cái đó trong kinh gọi là vô lượng tâm. Mà tâm vô lượng thì công đức vô lượng. Còn sẽ bắt đầu từ ngày mai tất cả nhớ ba cái đó nhỏ, tức là mọi thứ do duyên mà có cũng do duyên mà mất đi. Tức là kể cả cái câu này nó rất quan trọng, mai này lỡ mình tuổi già bị trọng bệnh, bị cận tử thì lỡ vẫn còn nhớ văn bản bên ta là mọi thứ do duyên mà có cũng do duyên mà mất đi. Cái câu thứ hai là tôi chịu trách nhiệm với những gì tôi nói làm và suy nghĩ. Nhờ cái này nè, cái câu đầu tiên là mọi thứ do duyên mà có cũng do duyên mà mất đi á, là từ lúc mình từ mình buông ra những cái mà ôm chặt. Khi mình sống mà với tâm hồn buông bỏ đó, thì đời sống nó an lạc hơn, và trước cái chết, trước cái bệnh, trước cái cô đơn mình cũng có khả năng chịu đựng tốt hơn. Thứ hai là tôi phải chịu trách nhiệm cái gì tôi nói làm suy nghĩ, thì từ đây sao mình có nói năng hành động thì mình có một cái cân nhắc kỹ. Thứ ba là mình mong muôn loài được như mình á, thì cái giá trị mình lúc đó không phải là gói gọn ở trong cái thân xác mấy chục ký, nó không gói gọn trong cái ngôi nhà, không có gói gọn trong cái tài sản, không có gói gọn ở trong cái khu dân cư này, mà cái giá trị của mình lúc đó là bao trùm, tức là mình hình tưởng tượng trong một cái vũ trụ bao la thế này, thì lúc bây giờ cái lòng mình nó trải ra. Thì trong kinh nói cái người nào mà cái lòng nó trải ra càng nó đi càng xa đó, thì khi mà họ phải quay trở lại thì cái vị trí họ rất là lớn. Cái sức, tại sao cái trên đời có những người cái sức ảnh hưởng họ lớn? Thì mình nói thẳng luôn, như tổng thống Mỹ được giao quyền. Bởi vì mình thấy trong đất nước 100 triệu dân, mình thấy ông thủ hạ mấy ông nói tiếng nói mà ông lớn. Mà ông chỉ cần ban đêm mà ông có suy nghĩ gì đó, ông ra quyết định là đất nước thay đổi liền. Tại sao có những người họ có năng lực đó? Bởi vì trong tiền kiếp họ đã có những kiếp, họ đã có làm một cái gì đó, họ có tư duy một cái kiểu tư duy nào đó mà nó lan tỏa, nó có một cái tác dụng lan tỏa. Thì đời sau sinh ra đó là được cái đó. Thì mỗi người có cách lan tỏa. Có người lan tỏa là vì khả năng ăn nói, có người lan tỏa là vì đức hạnh, có người lan tỏa là vì quyền lực, có người họ lan tỏa là vì nhan sắc. Có rất nhiều người Việt Nam giờ họ nổi tiếng vì họ đẹp thôi, đó cũng là cách lan tỏa. Có người họ lan tỏa là vì họ giỏi, cái này họ tốt. Có người họ lan tỏa là vì họ có quyền lực. Có người họ lan tỏa vì họ có tài sản. Ví dụ như là ông Vượng, ông Phạm Nhân Vượng như thế. Thì mỗi người có cách lan tỏa quyền lực. Thì những cái đó không phải khơi khơi nó có. Cho nên đó là do đời trước cái lòng họ nó từng có một lúc nào đó trong vô số kiếp, nó có những lúc mà nó trải ra. Thì khi mà cái quả nó trổ họ được mà, chứ không phải ngẫu nhiên. Mọi thứ ở đời do duyên mà có, không phải không có gì ngẫu nhiên hết. Cái quan trọng thì nếu vậy là đâu cần phải lúc mình nhận hay sổ, lúc mình làm những việc công đức phú thí mình bất cũng cứ lúc một nào cái suy nghĩ nhưng mà nãy tôi nhấn mạnh cho là khi mình nhận của ai cái gì thì mình muốn cho công đức người ta được nhiều thì mình chỉ nghĩ một cái điều thôi, mong rằng mỗi loài được như tôi bây giờ. Thế giống như tôi ngồi tôi uống trà thì mình lọc, thì thầy cũng anh em thầy rót nước, nhưng mà lúc đó tôi chỉ cần tôi nghĩ cái gì đó thôi thì công đức thì vô lượng. Mà bản thân tôi lúc đó tôi cũng được công đức vô lượng, chỉ một suy nghĩ đó thôi. Nhưng mà dĩ nhiên buổi đầu á thì đó là một cái suy nghĩ nó mang tính máy móc. Nhưng mà lâu ngày đó nó trở thành một cái thứ phản xạ tâm lý. Và lòng tôi thật sự là tôi thương muôn loài thiệt. Hồi đầu nó chỉ là tu miệng, nhưng từ từ nó vô, nó thấm cái đồng máu hay nào. Tự nhiên tôi bật ra, mỗi lần tôi gặp hoàn cảnh thì tôi nghĩ là mong muôn loài được nhưng tôi bây giờ. Gọi là mà giữa trưa nắng chang chang vậy đó, mà mình nhìn thấy oi bức, mình cũng mong cho mọi người cũng bớt khổ, đừng tiếp tục khổ như vậy nữa.
thì với cái suy nghĩ về công đức vô lượng. Yeah.